Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em xuống Hậu Giang để gặp một cái vườn mai mới hoàn toàn luôn. Rất là mới luôn, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Bonsai Cần Thơ. Đó là vườn mai Lê Tâm ở Hậu Giang. Mình sẽ gặp em này cũng còn rất trẻ nha. Đây, rồi, chào kính, Tâm ạ. Kính chào bà con đang xem kênh Bonsai Hậu Giang. Em là Tâm, em lần đầu tiên ra lô mai ghép bonsai để đúc đài lộc, mà con ủng hộ cho em nha. Dạ. Rồi cây là thông số cái đài lộc đây. Khoan, em giới thiệu số điện thoại của em. Số điện thoại em là 0903 349 447, cũng Zalo em luôn nha. Có gì alo em ủng hộ kênh giùm em. Dạ. Rồi cái hình thức em vận chuyển là sao em? Vận chuyển là em bao ship trên 300 km. Rồi. Rồi bao bằng xe tải luôn. Xe tải. Từ 300 km Hậu Giang. Rồi. Rồi đây là cúc đài lộc, là cây là gốc đế nơm hàng già mùa nè, ghép nhiều bo. Đây là em thông số cái đế cho. Khoan chút nữa cho anh coi, chưa cái gì gấp quá. Chậm một chút nha, rồi, để rồi. Em coi nè, nó rồi quay vòng ha, em coi cái đế coi. Rồi chút nha. Cái này ghép nha. Đây ghép cúc đài lộc. Rồi, ghép đài bông, lộc. Bông 40 cánh, ba mấy 40 cánh. Rồi, em xe thêm. Đây ghép nè quý vị. Đại lộc nha. Nè bo ghép nè. Cây này mấy năm em? Cây này chắc 4-5 năm là đổ lên rồi. Vậy đó hả? Rồi cho anh thông số luôn. Thông số hoành đi. Hoành đi ha. Hoành cái đi. Lật lại em, lật lại. Rồi hoành thân luôn. Hoành thân là 31. Rồi. Để học. Chiều cao. Chiều cao luôn. Cao là gần 1m4. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang là tầm 60. Từ từ, em nó mới mà. 80. 80, rồi. Rồi, xem một vòng luôn rồi báo giá giùm anh luôn. Mã số 1 ha. Mã số 1 này là báo giá 5,5 triệu. Rồi. Bao ship trên 300 km. Rồi 5,5 triệu một hơn cây. hơn chút xíu cũng không sao. Nha, yeah. Đó. Cúc đài lộc này là về là chơi tới Tết luôn, tưới nước thôi. Cho đó là cúc đài lộc. Rồi xe anh một vòng đi rồi đổi cây. Xe một vòng nha. Rồi mã số 1 rồi. Mã số 1. Rồi, em mời cây tiếp theo ạ. Cây này là cây cúc Thọ Hương. Rồi, mã số 2. Mã số 2 cúc Thọ Hương. Đó, xem một vòng ha. Đây là đế cũng hình quái xíu. Mắt ghép nè, bà coi. Cây ghép luôn ha. Ghép cúc mày ghép. Ghép Thọ Hương, ghép già mùa nhiều bo lắm. Chưa nghe. Bông này bao phê. Chưa nghe. Xem đế cái. Đấy. Rất là đẹp luôn. Rồi cho anh thông số hoành thân luôn. Hai mươi tám. Rồi cũ không? Có cũ à? Cũ luôn đi. Rồi cái cũ luôn. Cũ là 61. Cũ là 61 đây. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao. Chiều cao có 1m4. Rồi tán ngang. Ngang cỡ 90. Cái này trong chỗ mấy em? Này chỗ 5. Chỗ 5. Rồi. Chỗ 5 cây này em báo giá là 3,5 triệu một cây. 3,5 triệu quý vị. Bao ship. Bao ship. Cây số 2. 300 km luôn. Rồi, cây tiếp theo ạ. Cây số 3. Mã số 3. Đọc số điện thoại giùm anh lại đi. Số điện thoại em là 0903 349 447. Rồi. Có trên cái đầu clip luôn. Rồi. Để nữa để số điện thoại trên đầu clip mấy quý bà con dễ coi. Đó là số Zalo luôn ha. Dạ số Zalo của em luôn. Rồi. Đây là cây cúc cam. Ghép cúc cam ha. Cúc cam kép dạ mùa này tàn nhánh thì đều quá trời đều luôn. Rồi. Tàn nhiều. Sữa tàn là đầy đủ luôn. Tàn đầy đủ nhiều luôn. Cây cúc cam. Đó. Này cũng cao mà nhánh đều. Để luôn nè. Có đế hơi có cũ xíu, cũ nhỏ. Rồi cho anh thông số luôn. Thông số hoành thân này là 14.
14 nha. Rồi. 14 cao. Cao luôn. Cao 85. Ngang là 62. Rồi. Cây này là mã số 3. Mã số 3. Rồi báo giá giùm anh luôn. Làm ra 600.000. 600.000 thôi quý vị. Rồi. Bao ship. 600.000 bao ship. Rồi. Cây tiếp theo luôn. Cây nhỏ dễ chơi ha. Cây nhỏ lùng lực. Rồi tiếp theo là cây cúc lá gai. Cúc lá gai. Cúc lá gai ghép 3 bo. Lá cũng già lắm rồi. Lớp 3 bo. Đây bo ghép này. Này là cũng có củ đế, củ quái quái nè, củ u nè. Này mày về mà thay cái chậu đẹp đẹp lên nữa là để mini là đẹp lắm. Để nè. Đó, cúc lá gai lá già. Rồi, đo giùm anh. Rồi, cho thông số. Số hình thân cũ này là 22. 22. Lên chút xíu nữa là thân trên cao chút xíu nè, là 17. Rồi. Rồi, chiều cao của nó là 53. Rồi. Ngang 62. Rồi. Rồi cây này cũng báo giá bà con là mã số 4 là 600.000. 600.000 luôn. Rồi, anh mời cái tiếp 4. Theo. Ê, mã số 5. Mã số 5. Ship tặng chậu luôn ha. Ship tặng chậu luôn, ship có cái chậu luôn. Có chậu luôn. Ê, mã số 5 là cây... Chậm chậm thôi. Rồi để anh quay cho. Đây nè quý vị. Này ghép gì đây? Mã số 5. Được hai bo ghép nha. Được chưa? Này ghép gì em? Đây là ghép cúc lá gai. Cúc lá gai nha, để nè. Thấy để nè, có hình quái quái nè, để u nần nè. Để anh ra xa, em quay vòng giùm anh nha. Quay đi. Đó. Cúc lá gai ghép nè, cũng được 2 bo, già. Này là chơi bonsai. Rồi, vòng ở đây rồi đo giùm anh luôn. Rồi, cho thông số cái này luôn. Rồi, thông số luôn. Đây là 23. Rồi. Quỳnh 23. Cao là 57. 57. Rồi. Ngang là 65. Rồi cây này em cũng ra là 600 luôn. 600.000 luôn. Rồi ship tới nhà miễn ship 300 km nha. Luôn. Tiếp theo luôn. Rồi cây này là số 6. Số 6 cây cúc Thọ Hương. Một cây cúc Thọ Hương. Rồi Hương nè ghép ba cũng ba bo luôn. Đây coi bo ghép. Để luôn. Rồi quay quanh cho bà con coi. Rồi. Đây là quanh 19 đi. Rồi 19 đi. Cao là 61. Rồi. Ngang là 84. Rồi. Rồi cây này cũng em cũng báo giá là 600.000 luôn. 600.000 luôn. 600.000 cho cây số 6. Rồi, mã số tiếp theo. Cây số 7. Mã số 7. Rồi, quay đi. Cây này cây là cúc siêu nụ. Một cây siêu nụ nha. Siêu nụ nè. Gáp cũng 3 bò luôn. Mã số 8 ha. Mã số. Phải không? Cái mã số 8. Mã số 7, mã số 7 lộn. Mã số 7. Sorry quý vị. Mã số 7. Cúc siêu nụ. Rồi, đo giùm rồi cho Hoành luôn. Hoành 18 nha. Rồi. Hoành 18. Này cao là cũng 54. Ngang 50. Rồi em báo giá cái này là cây cúc số 7, cây cúc siêu nụ là số 7 là 600.000 luôn. 600.000 luôn, một cây siêu nụ. Rồi, cho lên số 8. Đẹp lắm. Mini. Tiếp tục, cây số 8. Cây số 8 là cây cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương là có củ đế. Đó, củ đế eo eo à. Này cũng ghép cũng 3 bo luôn. Ghép 3 bo nha. Ghép 3 bo luôn. Ghép 3 bo. Nhỏ mà nó đều tàn. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, nó không. Mã số 8.
Mã số 8 là đo cái cũ dưới đây ha. Cũ. Cũ dưới đây là tới 28. Rồi. Mình thân trên đây là 17. Rồi. Chiều cao là 54. Ngang là 65. Rồi, rồi cây này giá số 8 em ra là 600 ngàn luôn. 600 ngàn. Cúc thọ hơn. Nãy giờ là đồng giá nha quý vị, mấy đồng giá mấy cây nhỏ nhỏ là đồng giá 600 ngàn thôi. Chờ được ha. Cây này nhỏ nhỏ vừa tiền. Rồi cây này là cây siêu nụ. Tiếp tục một cây siêu nụ. Siêu nụ. Mã số là ba bò luôn. Mã số 9 ha. Mã số 9. Mã số 9. Rồi quay giùm anh. Quay dưới. Ừ đúng rồi. Ghép ba bo nha quý vị. Rồi, để luôn. Quay, quay, quay nữa đi, vòng nữa. Là câu chưa hết vậy chứ. Rồi, qua. Wow. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, tổng số cái này là hoành nó là 17. 17, rồi. Cao là 50. Ngang là 60. Rồi, rồi cây này em bán siêu nụ là 600 ngàn luôn. 600 ngàn một cây siêu nụ vậy. Cái này luôn. Tiếp rồi cây này cây họ hương. Một cây mã số 10. Mã số 10. Cây họ hương. Rồi, xây luôn. Đó, cũng ghép ghép hai bo mà nhiều tàn. Tàn đều. Rồi, ba bo nha. Rồi để nè. Đó. Rồi, quanh nè, nha. Rồi, rồi giùm anh. Bình thân nó là 17 nè. Đấy, cũ nó là cũ luôn. 24 nè. Rồi. Cao nó là 52. Ngang nó là 68. Rồi cây này em cũng ra cúc hồ hương này xuống mã số 10 là cũng 600 luôn. 600 ngàn luôn. Cây tiếp theo luôn. Rồi cây siêu nụ số 11. Rồi quay cho bà con coi hết cái cây luôn nha. Mã số 11. Đây là ghép thứ ba bo nhỏ, ba bo ghép nha. Rồi, rồi cái siêu nụ này để em đo thông số cho. Rồi đo thông số luôn là hoành 19 đi cho 19 xác luôn. Rồi, cao là 44, ngang là 50. Rồi cây này số 11 cúc siêu nụ em cũng báo giá 600 luôn. 600 luôn. Nãy giờ đồng giá nha. Rồi, cây tiếp theo luôn. Cây là cây cúc họ hương luôn. Rồi. Cúc họ hương, để quay cho đều đều cho nó nhỏ mà nó đều tàn. À, cũng ghép ba bo luôn. Mã số 12 ha. Mã số 12. Rồi, ghép ba bo quý vị. Rồi, để nè. Rồi, cho. Để nè. Rồi, đó luôn. Đó, thông số luôn. Đây, này 13. Rồi. Thân 13. Cao 57. Ngang 45. Rồi, cây cúc họ hương này cũng 600 ngàn luôn. 600 ngàn luôn. Đồng giá 600. Rồi, rồi đây cũng cúc họ hương luôn. Một cây cúc họ hương. Cúc hương cũng ghép 3 bo. Khoan dừng lại nè, bo ghép nè quý vị. Đó, ba bo nha. Để nè. Cái này rồi. Số 13. Đây mà số 13. Số 13, đo giùm anh luôn. À này có cũ nè, đo cũ trước đây nha. Cũ luôn. Cũ là 32. Rồi. Hoành thân đó là 20. Cao là 50, 63, ngang nó tới 72. Rồi cây này em ra 800 ngàn số 13. Mã số 13, 800. 800 ngàn. Rồi. Rồi, tiếp theo luôn. Hết rồi. Cái đó. Rồi, bây giờ tới cây tiếp theo nè quý vị. Đó, ảnh có cái xe gấp rất là... Đây, một người một nha. Đâu, vô. Xe gấp còn một cái chậu. Cái máy gấp một người thôi, rồi. Thiên chậu luôn. Và đem gần lại bàn xây luôn.
Rồi thôi, khiêng lên đi. Rồi bây giờ là mã số 14 quý vị ơi. Mã số 14 Giảo Ghiên. Giảo Ghiên luôn. Giảo Ghiên. Rồi xem một vòng đi em ơi. Này tàn đều nha. Mai là tàn đều rất là đều. Này tới này mới tháng 7 mà tới tràn Tết nữa là ung tùm luôn đó. Ra tàn nó cần ra nhiều cơi lắm. Mới giờ này. Tháng 7 thôi mà nó ung tùm như thế này. Cốt ha, em cho quý vị coi xem cái cốt đó. Cốt là em lót cái này ra là không có cái đế dưới, mình phải về mình chơi là phải môi đế ra nó à. Cốt nó hay cao. Rồi, đo giùm anh luôn đi. Em qua ngồi bên đây nè, ngồi bên đây mới dễ đâu. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, đo với cái hoành nhánh đây đi ha. Đại. Đây là 31. Rồi. Chiều cao của em đứng đây là một em là 1m8 rồi đó. Rồi tính đá chậu lên đây chắc khoảng 1m6. Rồi, cả 1m6. Rồi, tán ngang luôn. Rồi, ngang là 1m, 1m5. Rồi. Rồi cây này mã số 14 là em ra là 2 triệu 6. 2 triệu 6 nha. Bao ship luôn. Rồi, bao ship rồi. 300 km. 2 triệu 6. Ghi 2 triệu 6 đi. Rồi, mã số tiếp theo, 15. Mã số bên leo 15, cây này là cũng đều tàn. Tàn đều. Tàn đều luôn. Giảo Ghiên ha. Giảo Ghiên 6 đến 12 cánh. Rồi bây giờ cho quý vị xem cái cốt nha. Đây cái cốt nè. Rồi quay giùm anh nè. Đó, tàn đều. Nó còn ra nhiều cơi lắm. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, đó thông số nè. Mã số 15. Quanh nè. Là 22. Rồi. Cao có 1m6. Ngang 1m5. Rồi cái này mã số 15 là em báo giá là 2 triệu 7. 2 triệu 7. 2 triệu 700 ngàn. Bao ship 300 cây số. Đọc số điện thoại giùm anh luôn ạ. 0903 349 447. Cũng là số Zalo em. Nhà vườn Lê Tâm nha. Muốn mua mai là alo cho em. Rồi kết bạn Zalo rồi. Em bán số lượng nhiều em có bớt chút đỉnh. Rồi. Rồi xuất. Rồi mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là cây số 16. Rồi quay tàn điều cho bà con coi nè. Cây này lá non nó ra giống như cây đọt đỏ không? Mai đọt đỏ. Giống như cây đọt đỏ ha. À. Lá non nó còn ra nhiều cơi lắm. Um tùm luôn. Tàn rất là tròn đều quý vị. Tàn tròn đều. Tròn đều luôn. Một cốt lên một cốt, một cốt lên một cỡ cao có đây, cho 10 phân. Xem cái cốt nè. Đấy, cái cốt của chồng đó. Xuống nha. Trên tới để luôn. Cành đóng dày ha. Ừ. Rồi. Rồi đo thông số hoành thân này luôn. Số hoành thân luôn. Rồi hoành thân này là 24. Rồi. 24. Cao hả? Cao mỗi chắc 1m7. Cao 1m7 luôn. Tán ngang là 1m6. Rồi cây số 16 này em ra là 3 triệu. 3 triệu nha, mã số 16. 3 triệu, mã số 16. Rồi, số phía này đi. Rồi, cây tiếp theo. Đó. Rồi, bây giờ là cây tiếp theo. Cây tiếp theo là mã số 16. Không. Phải không? 16 này rồi. 17 rồi đó. 17 hả? Mã số 17. Rồi, xin lộn bà con, mã số 17. Mã số 17 bà con ơi. 17 đi. Rồi, quay về mình dặm là cây mai Giảo Ghiên. Thành phẩm luôn. Rồi, thành phẩm hết trơn. Mới tháng 7 bà con mà nó như vậy rồi nè. Tàn chi nhánh là quá đều. Đó. Quá nhiều. Rồi. Cây này gọn. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, đo thông số luôn. 17. 23 rưỡi, cho 23 đi. Rồi 23. 23 đi, cao 1m5. Ngang còn 1m6. Rồi. Rồi cây này em ra là 2 triệu 6. 2 triệu 6 nha, mã số 17. Mã số 17. Rồi, em mời cây tiếp theo luôn. Rồi bây giờ đây. Là mã số 18. Cây mã số 18. Ồ, cây này bông bị đẹp luôn á.
nè, toàn điều đó. Nhìn mới tới tháng 7 là mà nó sum xê gì mà tới tháng 11, 12 là chơi được quá quá nhiều bông luôn đó. Đây là để đắp mấy cái này để cho giữ ẩm mấy cây cho tốt. Dạ, em xê đen xê mới cốt cái. Của gì xê mới cốt ha. À. Cành luôn, đó, đế luôn nè. Rồi, đo giùm anh nha. Rồi, đó thông số đây. Mã số 18. Mã số 18 là 22 rưỡi hết, cho 22 đi. 22. Rồi cao là trên 1,5 m. Rồi. Ngang cỡ 1,6 m. Rồi. Rồi cây số 18 này em ra là 2,6 triệu luôn. 2,6 triệu nha. 2,6 triệu. Miễn ship rồi. 300 cây số. Hơn 300 chút xíu cũng được. Hơn 300 cũng được ha. Rồi. Rồi cho em xuống cây 18. Cây tiếp theo. 19. Rồi bây giờ tới 19 nha. Cây số 19. Rồi cho con coi đồ đế điều tàn đây. Nhánh chi gì đầy đủ. Dòng nó đi, dòng nó đi. Rồi. Rồi cứ quay nha, cứ quay anh xem mới cốt cái. Này mà còn xem mới cốt nè. Cành dày ha. Rồi. Mà, cho thông số luôn. Cho thông số cái này. Mã số 19 nha. Mã số 19 là 24. Rồi. 24. Hoành thân 24. Cao là 1,6 m. Này ngang là có 1,6 m luôn. Rồi. Cây này số 19 này em báo giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu nha. 2,8 triệu bao ship có chậu luôn nha. Mã số 19. Bao ship có chậu luôn á. Rồi, anh mời cây tiếp theo luôn. Cái này. Đấy. Mã số 20. Cây mã số 20. Rồi cây này toàn điều tàn luôn. Cây này dễ là về là tưới nước để tới Tết, đợi tới Tết là chơi bông thôi. Rồi tưới kích rễ này vô là xài ok. Xịt sâu, có lâu có sâu xịt. Rồi, đo giùm anh luôn. Rồi, số thông số hoành. Hoành là 23. Rồi. Đây là cao 1,6 m. Rồi ngang chắc ngang cao ngang 1,5 m. Rồi cây này số 20 em giao lưu là 2,6 triệu luôn. 2,6 triệu. Bao ship có chậu nha. Rồi ta xuống cây này luôn. Cây tiếp theo luôn. Rồi bây giờ là cây số 21. Số 21. Rồi giáo ghiên cũng điều tàn luôn. Tàn thông không à. Nhà em trồng mà toàn tàn thông. Điều tàn. Mới ra có 2 cây à. Tập. Ừ, chậm thôi, đúng rồi. Đó, có gì xem mới cốt ha. Rồi ôi, cành đóng dày ha. Cành là liều tàn. Rồi, cho anh đo quanh thân cho bà con coi. Thân luôn. Rồi, cây này là 21. À, khoan. Để nguyên ngành. Rồi, 21 có gì ơi? Rồi. 21 là trừ hao 21 luôn đó, lên tới 22 lần. Rồi. Này cao có 1,65 m. Rồi. Ngang cỡ 1,6 m. Rồi. Rồi cây này em ra là 3 triệu luôn, bao ship có chậu luôn. Rồi 3 triệu nha, mã số 21. Rồi mã số 21. Bao bằng ship bằng xe tải. Dưới 300 km là dưới xe tải, xa quá thì em sẽ gửi đóng hàng, gửi cho bà con. Dạ. Rồi, đọc số điện thoại giùm anh luôn ạ. Số điện thoại em là 0903 349 447. Rồi Lê Tâm ha. Lê Tâm Zalo luôn á. Rồi Lê Tâm. Bấm cái số Zalo em sẽ nhắn tin cụ thể từng cây. Rồi kính mong bà con coi clip này ủng hộ em kênh Bonsai Cần Thơ nha. Dạ. Chào bà con. Hết rồi đó hả? Rồi. Chào luôn rồi đó hả? Rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái buổi giới thiệu mai đầu tiên của Lê Tâm ở Hậu Giang. Lần đầu tiên trên kênh Bonsai Cần Thơ luôn. Mệt chết đi vậy. Hẹn gặp lại lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Má này vừa ginh vừa nói chuyện.